Xin chào và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Checkmark. Nếu như các bạn đang xem video này thì hãy cho mình xin một like, subscribe cũng như là bấm chuông để nhận được những cái thông báo đến từ video mới của chúng mình nha. Từ ngày thành lập cho tới nay, Vsmart vẫn luôn là thương hiệu thuộc phân khúc tầm trung và giá rẻ. Dù ngay trong sự kiện ra mắt những cái sản phẩm đầu tiên của mình là Joy và Active, Vingroup đã công bố những cái hình ảnh đầu tiên về chiếc smartphone cao cấp và siêu cao cấp của mình là Vsmart Lux và Vsmart Super Lux. Hai sản phẩm này mang cùng một tên gọi với các dòng xe sedan và SUV cao cấp do VinFast sản xuất. Thế nhưng các dòng smartphone này sau đó đã bật vô âm tín. Và khi mà nghe ông phó tổng giám đốc của Vsmart nói rằng là công ty đang phát triển một mẫu smartphone cao cấp rồi thuê nhà thiết kế nổi tiếng để thiết kế cho mặt lưng của thiết bị đã làm mình khá là tò mò. Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Vsmart cũng đã liên tục tạo tiếng vang trên thị trường từ chiến dịch giảm giá cho chiếc Vsmart Life thế hệ đầu tiên cho đến lễ khởi công nhà máy có công suất bằng 1/8 sản lượng smartphone trên toàn cầu. Thế nhưng Vsmart vẫn sẽ mãi mãi là một tên tuổi giá rẻ. Ông Trần Minh Trung, phó tổng giám đốc Vsmart đã khẳng định trước đây, đó chính là hiện nay chúng tôi đang thuê nhà thiết kế là Pininfarina, nhà thiết kế Ý nổi tiếng trên thế giới để thiết kế mẫu vỏ điện thoại cho dòng cao cấp của Vsmart. Phần cơ khí và phần mềm sẽ do các kỹ sư của Vsmart tự thiết kế. Dự kiến vào cuối năm tới, sản phẩm này sẽ ra mắt thị trường. Động thái tuyên bố này của ông Trung về điện thoại Vsmart cao cấp có phần hơi bất ngờ. Toàn bộ những bước đi của Vsmart trong năm vừa qua đều không có bóng dáng của phân khúc cao cấp. Vào dịp những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhắc đến Vsmart thì đa phần người dùng chỉ nhớ đến smartphone giá rẻ. Sản phẩm mới nhất của công ty là chiếc Active 3 đã giảm giá cực mạnh sau khi lên kệ chỉ vài tuần. Hơn nữa, dư âm của cái đợt tặng 100.000 chiếc điện thoại Vsmart dành cho cư dân Vinhomes vẫn còn xuất hiện trong tâm trí của nhiều người dùng. Và chắc chắn điều này sẽ còn tiếp tục là vấn đề được bàn tán của nhiều người. Tuy nhiên, hướng đi tập trung vào giá rẻ và phổ cập thị trường như hiện nay mới là nước đi đúng đắn nhất dành cho Vsmart. Những chiếc smartphone thua lỗ sẽ là công cụ đắc lực để công ty thu nhập dữ liệu và phổ cập dịch vụ. Nhưng tại sao Vsmart lại hướng đến phân khúc giá rẻ nhiều như thế? Lý giải cho điều này chúng ta có thể nghĩ tới đó chính là tham vọng toàn cầu của công ty. Đến tháng 2 năm 2020, công suất của siêu nhà máy Vinsmart tại Hòa Lạc sẽ chính thức cán mốc 125 triệu máy, tức tương đương với 1/8 sản lượng smartphone toàn cầu mỗi năm. Cùng lúc đó, cả thị trường Việt Nam mỗi năm chỉ tiêu thụ trên dưới 15 triệu chiếc smartphone. Mặc dù con số 125 triệu máy trên một năm sẽ bao gồm cả sản phẩm thương mại và gia công, Vinsmart rõ ràng sẽ không thể giới hạn tham vọng của mình trên thị trường nội địa. Và điều này cũng có nghĩa rằng là công ty smartphone Việt phải hướng dần sang các phân khúc giá cao hơn. Thị trường smartphone toàn cầu cũng đã chứng lại trong suốt 3 năm vừa qua bởi vì cái lượng mua đứng yên hoặc là đã suy giảm. Cùng lúc đó, giá smartphone đến tay người dùng vẫn tiếp tục tăng, nhất là tại một thị trường mới chuẩn bị bão hòa như là Trung Quốc. Hay nói cách khác, người dùng đã không còn có nhu cầu thay đổi điện thoại nữa. Gần đây, nhiều hãng smartphone quốc tế cũng đều có những cái động thái cho ra mắt những smartphone cận cao cấp, chẳng hạn như là Apple hay Samsung. Năm vừa rồi đã ra mắt các sản phẩm cao cấp giá mềm như là Galaxy S10e hay là iPhone XR, iPhone 11 để chào đón nhóm người dùng nâng cấp từ tầm trung. Và những cái tên tuổi vốn gắn liền với giá rẻ như là Oppo hay là Xiaomi cũng đã gia tăng sản xuất những cái sản phẩm đắt hơn. Riêng Oppo đã ra mắt hẳn một dòng sản phẩm mới có tên là Reno để tấn công vào cái thị trường cận cao cấp đang nóng dần lên. Mặc dù có thể là kẻ đi sau, nhưng thương hiệu smartphone của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt buộc cũng phải có vũ khí đối đầu, bởi vì người dùng mua Joy Plus hay là B3 cũng sẽ sớm có ngày phải nâng cấp. Và nếu như Vsmart không có điện thoại cao cấp như là Lux hay là siêu cao cấp Super Lux thì người dùng sẽ chuyển sang mua Samsung hoặc Oppo để thay thế. Sự chuyển dịch từ smartphone giá rẻ sang smartphone cao cấp cũng kéo theo một cái thay đổi khác, đó chính là từ trạng thái thua lỗ sang trạng thái lợi nhuận. Cũng do chi phí linh kiện và chi phí lắp ráp từ smartphone cấp thấp sang smartphone cao cấp cũng không thay đổi quá nhiều. Nên là chuyển hướng từ smartphone giá rẻ sang smartphone cấp cao sẽ giúp cho Vsmart mang về cho tập đoàn Vingroup những khoản lãi cao hơn. Phương châm kinh doanh nhanh, gọn vì lợi nhuận của Vingroup đã hình thành từ lâu trong lịch sử kinh doanh của tập đoàn này. Cũng chính vì thế mà đến một lúc nào đó, Vsmart phải trở thành một cái chiếc máy kiếm tiền cho Vingroup thay vì cứ phải đốt tiền vẽ ra tương lai. Hướng đi duy nhất mà công ty có thể theo đuổi chính là chuyển làm smartphone đắt hơn và sang trọng hơn. Cuối cùng, smartphone cao cấp chính là cái mảnh ghép quan trọng trong niềm tự hào Việt Nam mà Vingroup thường xuyên nhắc đến. Trong hai mảng sản phẩm đầu tiên tham gia kể từ khi chuyển hướng thành công ty công nghệ, mảng xe hơi của Vingroup đã có những cái bước thành công đầu tiên khi mà đạt trên 17.000 đơn hàng. Trong đó có những cái đơn hàng của xe Lux, xe sang trọng ấy, cho thấy xe của người Việt đã có thể phần nào đứng ngang tầm với xe nước ngoài. Thế nhưng, smartphone của người Việt hiện tại vẫn chưa thể sánh tầm với Galaxy hay thậm chí là iPhone tầm trung. Chỉ khi có sản phẩm cao cấp thì niềm tự hào Việt Nam của Vingroup mới thực sự hoàn thành. Và không chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần, hãy nhìn vào Samsung và HTC, những cái tên tuổi nổi lên trong thời đại sơ khai của Android. HTC thất bại vì chiến lược smartphone đầu bảng quá rối loạn trong những năm 2010 đến năm 2012. Trong khi đó, Samsung Galaxy S lại tạo dựng được vị thế là đối thủ duy nhất của iPhone. Toàn bộ các sản phẩm khác của Samsung cũng được thơm lây và chiếm luôn cái ngôi vương của Nokia.
Cho đến bây giờ, ngay cả trên các sản phẩm phân khúc tầm thấp, Samsung vẫn mang một ý nghĩa tích cực hơn so với các thương hiệu đến từ Trung Quốc như là Oppo, Xiaomi hay là Huawei. Dù sao thì con đường phía trước vẫn còn rất dài. Hơn 13 năm phát triển, những chiếc smartphone đang đi đến giới hạn của sự sáng tạo khi mà các công ty đang vật lộn tìm kiếm sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Cũng chính vì thế mà đã khiến họ tạo ra những cái tính năng vô bổ hoặc là gây khó chịu cho người dùng, chẳng hạn như là Battery Touch của iPhone hoặc là nút bấm Bixby của Samsung, hay thậm chí là cái màn hình bao quanh thân máy của Xiaomi. Nếu như muốn gia nhập phân khúc cao cấp, Vsmart cũng sẽ phải tìm riêng cho mình một điểm khác biệt trong một rừng smartphone với giá thành đắt đỏ nhưng lại trải nghiệm tương tự như nhau. Và để trả lời cho câu hỏi này thì còn phải phụ thuộc vào cái sản phẩm mà công ty sẽ đưa ra vào cuối năm nay. Và có lẽ đây cũng là chiếc smartphone đáng được người Việt mong chờ nhất trong năm. Và vừa rồi, đó là những cái suy nghĩ của mình về việc Vsmart có nên chuyển hướng sang làm smartphone cao cấp hay là không. Cá nhân mình vẫn còn mong chờ khá nhiều hai cái chiếc điện thoại cao cấp mà Vsmart đã từng nhắc đến vào cái thời điểm mà ra mắt những cái mẫu smartphone đầu tiên của mình. Nếu có ra mắt và nó được bán ra thì chắc mình cũng nên cân nhắc việc đến cửa hàng riêng ở Việt để sắm một chiếc để review thử. Vì ở đây có mức giá ưu đãi mà. Ai có nhu cầu thì link mình để ở đâu các bạn cũng biết rồi đấy. Ok, và các bạn nghĩ như nào về vấn đề này thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.